500 người giàu nhất thế giới đã phải ngậm ngùi chứng kiến 139 tỷ đô la của họ bốc hơi chỉ trong ngày thứ hai tuần này. Kể từ đó, các thị trường trên toàn cầu đã tiếp tục giảm. Theo Bloomberg Billionaire Index, trong đợt sụp đổ này, cựu CEO của Alibaba Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc, đã bị bay mất 1,8 tỷ đô la trong tuần qua. Thế nhưng không ai mất nhiều hơn tỷ phú người Pháp và cũng là chủ tịch của tập đoàn LVMH, Bernard Arnault, theo Bloomberg đưa tin. Ông Arnault đã mất tổng cộng 4,8 tỷ đô la vào hôm thứ Hai và 1,5 tỷ đô la nữa vào hôm thứ Ba, ngay sau đó lấy lại 900 triệu đô la vào ngày thứ Tư trước khi mất thêm 2,7 tỷ đô la vào ngày thứ Năm, khiến giá trị tài sản ròng của ông chỉ còn 46,2 tỷ đô la. Trong khi đó, CEO Amazon Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới, bị mất tổng cộng 10 tỷ đô la trong tuần qua, theo Bloomberg Billionaire Index. Những con số cho thấy dịch bệnh COVID-19 không chỉ khiến hàng ngàn người thất nghiệp, mà cũng khiến cho những người giàu nhất lao đao khi tài sản mất đi được tính bằng con số tỷ đô.